áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với lớp học của cô Huyền. Hi everyone. Welcome you guys to my class. Hôm nay chúng mình sẽ học bài số 2, lesson 2 của unit 17, Our Toys, những đồ chơi của chúng ta. Trong buổi học hôm trước, chúng mình đã được học các từ vựng liên quan đến chủ đề này và chúng mình được học cấu trúc câu để diễn tả anh ấy hoặc cô ấy có đồ chơi gì. Hôm nay, chúng mình sẽ học cách nói họ có đồ chơi gì. Bây giờ, cô mời các con cùng bắt đầu buổi học với cô nhé. 1. Look, listen and repeat. Nhìn, nghe và nhắc lại. Trong phần số 1 có 2 bức tranh. Bức tranh A. Mời các con nghe và nhắc lại theo cô nhé. Lucy and Mary have two dolls. Lucy và Mary có 2 con búp bê. Yes, they do. Đúng vậy. Bức tranh B. They have 3 cars. Họ có 3 ô tô. Yes, they do. Đúng vậy. Bây giờ, cô mời các bạn lắng nghe pha nghe nhé. Page 48. Lesson 2. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Lucy and Mary have 2 dolls. Yes, they do. B. They have 3 cars. Yes, they do. Như vậy, trong phần này, các con có thể thấy khi muốn nói như họ có cái gì thì người ta sử dụng cấu trúc they cộng với have cộng với đồ vật. Họ là số nhiều nên mình sẽ đi với động từ have chứ không phải là động từ has như hôm trước chúng mình sử dụng với she và he số ít. Bây giờ cô mời các con thực hành đọc 2 đoạn hội thoại này với cô một lần nữa nhé. A. Lucy and Mary have 2 dolls. Yes, they do. B. They have 3 cars. Yes, they do. Bây giờ, cô mời các con chuyển sang phần số 2. 2. Listen, point and say. Nghe, chỉ và nói. Về phía bên tay trái, chúng mình có thể thấy cấu trúc they have. Họ có cái gì đó. Bên tay phải là 4 bức tranh. Về 4 đồ chơi khác nhau, cô mời các con nghe và nhắc lại theo cô nhé. Trucks. Những chiếc xe tải. Trucks. Buses. Những chiếc xe buýt.
Buses. Trips. Những chiếc tàu. Teddy bears. Những chú gấu bông. Bây giờ cô mời các con lắng nghe Thanh nha và chỉ vào bức tranh tương ứng nhé. Page 48. Lesson 2. Activity 2. Listen, point and say. A. Trucks. B. Buses. C. Ships. D. Teddy bears. They have two trucks. Như vậy, trong file nghe, người ta nói rằng they have two trucks. Họ có hai chiếc xe tải. Như vậy mình sẽ chỉ vào hình A. Tiếp theo, cô mời các bạn chuyển sang phần số 3. Three, let's talk. Thực hành nói. Các con có thể quan sát bức tranh và sử dụng cấu trúc they have để đặt câu nhé. Câu đầu tiên, cô mời các bạn đặt câu. Họ có 3 chiếc xe tải nào? They have 3 trucks. Tiếp theo, mời các con đặt câu. Họ có 4 chiếc thuyền. They have 4 ships. Họ có 2 chú gấu teddy nào? They have 2 teddy bears. Và câu cuối cùng, họ có 2 chiếc xe buýt nào? They have 2 buses. Như vậy, cô Huyền vừa mới hướng dẫn các con hoàn thành xong phần số 3. Cô mời các bạn chuyển sang mục số 4 nhé. Four, listen and take. Phần này chúng mình có 2 câu, mỗi câu có 2 bức tranh. Câu số 1 có bức tranh A và B đều về các loại xe. Câu số 2, bức tranh A thì các bạn đang ôm gấu, bức tranh B các bạn đang ôm búp bê. Bây giờ chúng mình sẽ nghe và tích vào bức tranh tương ứng nhé. Mời các con bắt đầu nào. Page 49. Lesson 2. Activity 4. Listen and tick. 1. Ben and Bill are my friends. They have 3 buses. 2. Lucy and Mary are my friends. They have 2 teddy bears. 2, mời các con nghe và kiểm tra đáp án. Page 49. Lesson 2. Activity 4. Listen and tick. 1. Ben and Bill are my friends.
They have three buses. Ben và Bill là bạn thân và họ có ba chiếc xe buýt. Như vậy mình sẽ chọn hình B. Và câu số 2 nào. 2. Lucy and Mary are my friends. They have two teddy bears. Lucy và Mary là bạn của tôi và họ có hai chú gấu. Như vậy, câu số 2 mình sẽ chọn bức tranh A. Các con làm đúng bao nhiêu câu trong hai câu này? Bài nghe này khá đơn giản, các con chỉ cần nghe cẩn thận và chú ý quan sát các bức hình là có thể chọn đúng. Bây giờ, cô mời các con chuyển sang phần số 5. 5. Look, complete and read. Nhìn, hoàn thiện và đọc. Ở đây chúng mình có 4 câu. Các con sẽ quan sát các bức tranh và điền vào các chỗ trống ở 4 câu về phía bên tay trái. Câu số 1 nào. Ben and Nam have three. Ben và Nam có 3. Ở đây chúng mình có thể thấy có 3 xe buýt thì mình sẽ điền là buses. Ben and Nam have three buses. Câu số 2. They have, họ có. Ở đây chúng mình có thể thấy hai chiếc tàu thì mình sẽ điền vào là they have two ships. Câu số 3. Lucy and Mai have. Lucy và Mai có. Ở đây là ba búp bê nên mình sẽ điền vào là three dolls. Câu số 4. Họ có hai chú gấu thì mình sẽ viết cả câu là they have two bears. Bây giờ, cô mời các con cùng thực hành đọc các câu này với cô nhé. Ben and Nam have three buses. They have two ships. Lucy and Mai have three dolls. They have two bears. Rất tốt. Trong 4 câu này có câu nào mà các con không hiểu không? Phần này khá đơn giản, các con chỉ cần quan sát các bức tranh, đếm số lượng đồ chơi và viết đồ chơi đó vào thôi. Tiếp theo cô mời các bạn chuyển qua mục số 6 nhé. 6. Let's play. Hãy cùng chơi nào. Trò chơi này có tên là Kim's Game. Trò chơi của Kim. Ở đây chúng mình có thể thấy có rất là nhiều đồ chơi. Một con diều, a kite. Một búp bê, a doll. Một tàu hỏa, a train. Một xe ô tô, a car. Một xe tải, a truck. Và một máy bay, a plane. Các con có thể vẽ những cái đồ chơi này ra hoặc là để những cái đồ chơi này ở trên sàn, sau đó một bạn quản trò sẽ nói đồ chơi đó và bạn và hai người chơi thì sẽ thi xem mình có thể tìm được đồ chơi đó một cách nhanh nhất không. Bạn nào nhanh hơn thì bạn đó sẽ chiến thắng. Như vậy, cô vừa mới hướng dẫn các con hoàn thành xong buổi học ngày hôm nay. Trong buổi học ngày hôm nay, chúng mình đã được học thêm một số từ vựng liên quan đến chủ đề đồ chơi. Đồng thời, chúng mình cũng học cách nói ai đó có cái gì, sử dụng cấu trúc they have cộng với đồ mà họ có. Các con về nhà, hãy ôn tập lại tất cả những cái từ vựng về chủ đề đồ chơi này nhé. Đồng thời, các con cũng cần ôn tập cấu trúc câu they have, họ có, và hai cấu trúc câu của buổi hôm trước, she has
Cô ấy có và he has, anh ấy có. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong buổi học tới. Goodbye! Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.